chưa người ta hỏi thìn thìn gia công là cao cái đấy. Hỏi xem không gia công bao nhiêu thì làm quan trọng lắm thôi. Thìn bẩn á? Thìn bẩn á? Thìn hắn gia công mấy cái gì á? Không được ra. Đấy là cái đấy nó có tốn đâu, hắn làm ra công thì hỏi hắn ra công có 1.3 triệu. Đây không một cái gầm dưới này. Gầm dưới vậy đúng rồi, nhìn nữa. Từ bạn chặn ra từ từ nhìn. Làm hầm khác mà làm một cái khâu khác. Dạ thế gì nữa? Đọc cái thôi, đọc phần ngoài thôi. Phần ngoài là gì nữa? Nghe quan trọng là 5.3. Thôi mình nhận ra nhỉ. 1.5. Đồn. Bao tiền? Gì? Báo bao tiền? Báo 5 triệu. Rồi tính đấy. Ok.